Tin chính thức, ông Vũ Đức Đam quay trở lại chính trường để tiếp quản vị trí tân chủ tịch nước. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị vẫn chưa quên hình ảnh một phó thủ tướng giản dị di chuyển trên chiếc xe máy Dream đã trở nên vô cùng gần gũi. Không những thế, trong suốt quá trình công tác của mình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam còn được biết đến là người nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Với những phẩm chất đó, người dân đặc biệt đã dành cho ông rất nhiều tình cảm. Cũng vì vậy mà khi ông đột ngột xin từ chức đã khiến cho nhiều người vô cùng ngỡ ngàng và tiếc nuối. Và mới đây có một số nguồn tin cho rằng ông Vũ Đức Đam đang được đề bạt lựa chọn để quay trở lại chính trường trên cương vị Chủ tịch nước thay cho ông Võ Văn Thưởng để tiếp tục phụng sự đất nước. Thực hư thông tin này là như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Ông Vũ Đức Đam sinh ngày 3 tháng 2 năm 1963 tại một làng quê nghèo ở xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình có kinh tế khó khăn. Bố mẹ đều làm nông dân, nhưng may mắn thay, gia đình ông lại có truyền thống hiếu học, coi việc học là hàng đầu. Chính vì thế mà dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, nhưng ông vẫn được tạo mọi điều kiện để theo đuổi con đường học vấn. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình cùng ý chí vượt khó vươn lên mà ông đã gặt hái được rất nhiều thành công. Với thành tích học tập nổi bật sau khi học hết phổ thông tại quê nhà, ông được nhà nước cử đi du học tại Bỉ vào năm 1982 và hoàn thành chương trình học tập năm 1988. Theo báo Vietnamnet, một người bạn của ông kể rằng khi phó thủ tướng đang học bên Bỉ thì cha mất. Trước khi mất vì lo ảnh hưởng đến chuyện học hành của con nên ông đã cấm gia đình báo tin, cho nên mãi khi ông về nước ông mới biết chuyện buồn này. Sau nhiều năm du học, ông trở về nước và được phân công công tác ở nhiều vị trí trong lĩnh vực viễn thông, bưu điện từ năm 1988. Đến năm 1994, đến tháng 10 năm 1994, ông được chuyển sang văn phòng chính phủ, giữ vị trí Phó Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế. Một năm sau, ông lại được lên làm quyền vụ trưởng, rồi vụ trưởng vụ ASEAN. Lại một năm sau nữa, ông đang đảm nhận vị trí thư ký rồi trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đến năm 2003, ông trở thành Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh. Hai năm sau, tiếp tục được lên làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông. Hai năm sau nữa, ông về công tác tại Quảng Ninh với các chức vụ Chủ tịch tỉnh rồi Bí thư tỉnh ủy. Đến năm 2011, ông Đam về lại Trung ương, làm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Hai năm sau, ông lên chức Phó Thủ tướng nước Việt Nam và ông cũng là Phó Thủ tướng trẻ nhất. Không những vậy, ông Vũ Đức Đam còn là một trong số ít những nhà lãnh đạo cao cấp thông thạo nhiều ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp với nhiều năm công tác ở nhiều vị trí khác nhau, ông đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Đầu tiên phải kể đến những đóng góp tích cực của ông cho sự nghiệp phát triển Internet ở nước ta khi có những sáng kiến đón dòng đầu tư của Intel, Foxconn, Microsoft và Việt Nam. Tiếp nữa, khi giữ chức vụ Bí thư tỉnh Quảng Ninh, ông đã được xướng tên trong lễ giải thưởng Sao Khuê. Đây là một giải thưởng về khoa học và công nghệ nhằm biểu dương các doanh nghiệp, cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam. Ông đã đưa công nghệ thông tin vào hệ thống hành chính, chính trị để thay thế dần cho các thủ tục giấy tờ rườm rà và những gì ông làm được có thể nhìn thấy ngay. Dưới sự lãnh đạo của ông, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức họp trực tuyến đến tất cả các huyện xã, kể cả các huyện đảo xa xôi, mọi việc điều hành quản lý công việc của Ủy ban Nhân dân khi ông làm chủ tịch cũng hoàn toàn thực hiện bằng công nghệ thông tin. Năm 2010, khi chính phủ điện tử vẫn là thứ mơ hồ ở Việt Nam, thì Quảng Ninh đã xây dựng được mạng nội bộ với 100% máy tính được kết nối. Có thể nói, ông Vũ Đức Đam là một trong số những người dành phần lớn tâm huyết và công sức để thay đổi, giúp Quảng Ninh hôm nay có được bộ mặt tươi sáng hơn, đẹp hơn, phát triển hơn. Khi công tác tại Quảng Ninh, ông thường dặn dò cán bộ rằng, muốn phát triển mạnh để kịp và vượt người ta thì chủ tịch xã phải có tầm như chủ tịch huyện phải có tầm như chủ tịch tỉnh. Vào giai đoạn 2011-2013, khi còn là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông đã góp phần là vai trò là người phát ngôn của chính phủ và khởi xướng chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời. Chuyên mục đã ra đời giúp tăng cường tương tác giữa các lãnh đạo, cơ quan nhà nước với nhân dân, giải đáp những thắc mắc khó khăn của nhân dân, từ đó xây dựng niềm tin vững mạnh hơn giữa nhà nước với dân. Cũng vì lẽ đó, một chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Một thành công nữa trong sự nghiệp chính trị của ông Vũ Đức Đam là sự thành công trong hai lần chống dịch COVID-19. Không ít lần chúng ta đã cảm thấy xót xa khi phải chứng kiến hình ảnh Phó Thủ tướng gầy gò, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm lo lắng chỉ đạo cả nước chống dịch. Một Phó Thủ tướng không ngại khó khăn đã ngày đêm lo lắng, xả thân,
vào vùng dịch và tìm những biện pháp ứng phó, đưa ra những chỉ đạo dứt khoát về vấn đề cách ly, tiêm chủng, đồng thời chỉ đạo các đơn vị ban ngành có những phương án kịp thời để cung cấp lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu đến người dân. Nhờ những công sức đó mà dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, từng bước dần mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Cũng từ đó mà ông được người dân yêu mến và gọi với biệt danh là người hùng không ngủ. Còn trong cuộc sống thường nhật, ông Vũ Đức Đam cũng được biết đến là một người vô cùng gần gũi. Tuy là lãnh đạo cấp cao của nhà nước, nhưng ông vẫn thường đi xe máy vào những ngày nghỉ, đi bão ăn mừng cùng người dân khi bóng đá Việt Nam giành chiến thắng. Có thể thấy, hiếm có vị thủ tướng nào lại gần gũi và giản dị như vậy. Cũng vì thế mà ông rất được nhân dân, kể cả những thanh niên trẻ, những người không quan tâm về chính trị đều yêu quý. Hình ảnh của ông tràn ngập trên các mạng xã hội từ Facebook cho đến TikTok, kênh YouTube. Cũng theo báo Vietnamnet, khi làm vụ trưởng rồi, ông thỉnh thoảng vẫn đi làm nhân viên chạy bàn. Một doanh nhân khá thành đạt đã khoe được ông phục vụ trong một quán ăn. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2023, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ của ông Vũ Đức Đam theo nguyện vọng cá nhân, và việc ông từ chức đã gây ra sự tiếc nuối lớn cho rất nhiều người. Nhiều người yêu mến ông nói rằng chắc có lẽ nếu không có dịch COVID-19 thì có lẽ con đường chính trị của ông đã thăng tiến rộng mở hơn nữa. Và nếu không vì thế thì cũng sẽ không có những thông tin đang lan truyền trong dư luận hiện nay cho rằng Bộ Chính trị phải xin lỗi ông Vũ Đức Đam vì đã cho ông thôi giữ chức Phó Thủ tướng một cách oan uổng, hay ông Đam đang được đề bạt để trở lại chính trường. Nhưng thực tế đây là thông tin không được kiểm chứng. Ban biên tập chương trình xin khẳng định vì điều này. Sự thật Bộ Chính trị không hề có động thái này và cũng chưa kết luận rằng ông Vũ Đức Đam bị oan uổng. Có nhớ lúc ông xin từ chức, ông đã bày tỏ ý kiến của mình trước Quốc hội. Tại đây, ông đã ngắn gọn đề cập tới chức trách nhiệm vụ và thẳng thắn nhận mọi trách nhiệm chính trị thuộc về bản thân về lý do miễn nhiệm đối với ông Vũ Đức Đam. Qua đó có thể thấy được rằng theo chủ trương chung của Đảng, thể chế nhà nước, công tác cán bộ là việc hệ trọng nhưng thường xuyên có lên, có xuống, có vào, có ra. Theo quy định Trung ương, Bộ Chính trị đã nói nhiều về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu có vấn đề về sức khỏe, uy tín bị giảm sút thì xin thôi, và xin thôi thì có cấp có thẩm quyền sẽ cho miễn nhiệm. Quý vị thân mến, người đứng đầu đảng ta đã từng nói, ông không dạy bảo được vợ con ông, thì ông nói được ai, giáo dục được ai? Đây là một phát ngôn rất thẳng thắn, rất nghiêm khắc, đồng thời cũng là nỗi trăn trở, day dứt của bác về một bộ phận quan chức thời nay để vợ con, người nhà, người thân làm những việc thiếu đàng hoàng khiến dư luận bức xúc. Trong mỗi con người, ai cũng có một phần máu thịt của mẹ cha và chứa đựng tình cảm thiêng liêng sâu nặng với gia đình, vợ chồng, con cái. Một người có đạo đức, nhân cách tốt, trước hết phải là người kính trọng ông bà, cha mẹ, yêu thương con cái, thủy chung, tình nghĩa với vợ chồng, ứng xử hòa thuận với anh em ruột thịt. Một cán bộ đảng viên có phẩm chất tốt, trước hết phải là người sống hiếu thuận, nhân ái với các thành viên trong gia đình. Trong có ấm thì ngoài mới êm, có ứng xử giải quyết tốt các mối quan hệ trong gia đình, thì cán bộ đảng viên mới có thể giải quyết đúng mực các mối quan hệ xã hội. Tuy vậy, đối với mỗi cán bộ, đảng viên rất cần nhận thức đúng đắn, phân minh rõ ràng giữa việc anh làm tròn bổn phận của người chồng, người cha, người con, người anh em trong gia đình với việc gánh vác trách nhiệm, nghĩa vụ chung của tổ chức, cơ quan, đơn vị và nói rộng hơn là phụng sự việc dân, việc nước. Nếu cán bộ đảng viên còn để việc công tư lẫn lộn, để việc riêng chi phối việc công, để mối quan hệ gia đình, dòng họ, thân tộc can thiệp vào mối quan hệ xã hội, tổ chức, cơ quan, đơn vị thì đó là mầm mống gây xáo trộn văn hóa tổ chức, làm lệch chuẩn đạo đức công vụ và nguy hại hơn là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống. Điều này đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra, để người thân, người quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. Xưa nay, dân gian vẫn dâm gian về những bóng dáng quan bà đứng sau quan ông để ám chỉ những bà vợ núp bóng quyền uy của chồng, lợi dụng vị trí công tác, chức vụ của chồng nhằm thực hiện hành vi mờ ám, khuất tất, thậm chí vi phạm pháp luật. Nơi này, nơi khác người ta vẫn rỉ tai nhau rằng muốn đạt được chức cao, chỗ ngon, vị trí hái ra tiền thì không phải chỉ đưa cửa sau lót tay cho quan ông mà còn phải thực hiện chiến thuật tâm công bằng cách tiếp cận các quan bà với những lời ngon, lễ ngọt
để làm đẹp lòng các mệnh phụ phu nhân. Cũng không ngẫu nhiên mà dư luận gọi người vợ của một bộ phận quan chức bằng những cái tên như bà bí thư, bà giám đốc để ám chỉ quyền lực mềm của những thành phần này có thể thao túng, lấn lướt quyền lực của chồng một cách thái quá, theo kiểu lệnh ông không bằng công bà. Thậm chí nhiều bà vợ đứng sau lưng quan chức có thể làm khuynh đảo trốn quan trường, can thiệp vào việc chính sự, bật đèn xanh cho những kẻ chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, khiến nhiều người không khỏi ngao ngán. Châm ngôn có câu, phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, với hàm ý ca ngợi sự tảo tần, chu toàn và những hy sinh thầm lặng của người vợ đã góp phần làm nên công danh sự nghiệp cho chồng. Thế nhưng thực tế cũng cho thấy, phía sau sự thất bại, thất sủng trên chính trường của một số quan chức thời nay, cũng một phần do vợ con dính líu đến chuyện làm ăn khuất tất, vi phạm pháp luật. Nguyên nhân sâu xa một phần do tâm lý lụy tình, nể vợ, thái quá, phần khác do bản năng cá chuối đắm đuối vì con. Mà một số quan chức để cho vợ con lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình nhằm thao túng, trục lợi người khác mà vẫn dửng dưng. Tệ hại hơn, một số quan chức lại có biểu hiện đồng lõa, biết vợ con, người nhà, người thân có những việc làm sai trái, hành vi tiêu cực nhưng không ngăn chặn kịp thời, nghiêm khắc. Cái xảy nảy cái ung, nếu những sai phạm nhỏ của vợ con, người nhà, người thân của quan chức mà không được cảnh báo, chặn đứng từ đầu thì có thể tích tụ thành những đống mối có khả năng phá hủy, làm tiêu tan công danh sự nghiệp của chính họ. Những năm gần đây không ít quan chức bị thi hành kỷ luật, cách chức, thậm chí bị xử lý hình sự bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân không chú trọng giáo dục, quản lý, khuyên răn vợ con, người nhà, người thân để họ làm liều, làm bậy. Ông không dạy bảo được vợ con ông thì ông nói được ai, giáo dục được ai, là phát ngôn rất thẳng thắn, rất nghiêm khắc, đồng thời cũng là nỗi trăn trở, day dứt của người đứng đầu đảng ta về một bộ phận quan chức để cho vợ con, người nhà, người thân làm những việc thiếu đàng hoàng, khiến dư luận bức xúc. Nếu thật sự là cán bộ thanh liêm, thật sự là người gương mẫu phụng công thủ pháp thì làm sao có thể xảy ra những chuyện gây ồn ào dư luận như con trai được nâng đỡ, thăng tiến thần tốc, con gái được nâng điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, vợ đứng ra thâu tóm những miếng đất vàng có trị giá hàng chục tỷ đồng, em trai tự ý mua rẻ đất công để làm biệt thự hoành tráng ở vị trí đắc địa, em vợ cấu kết làm ăn với những doanh nhân ảo gây thiệt hại ngân sách hàng trăm tỷ đồng. Một trong những vụ đại án xảy ra gần đây là vụ Việt Á. Theo thông tin từ Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, trong vụ Việt Á, đối tượng Phan Quốc Việt khai kiếm lãi 4.000 tỷ đồng, bôi trơn khoảng 800 tỷ đồng. Các bị can tại công ty Việt Á đã dùng nhiều phương thức để chuyển tiền cho các lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, CDC một số tỉnh, thành phố. Có cả chuyển khoản qua tài khoản chính chủ và tài khoản nhờ của người nhà như vợ, mẹ vợ, bố vợ, em vợ của người nhận và cả đưa trực tiếp bằng tiền mặt. Không riêng vụ Việt Á, nhiều vụ tham nhũng, hối lộ khủng thời gian gần đây đã phanh phui kẻ đưa hối lộ không chỉ lót tay cho quan ông mà còn chuyển tiền vào cả tài khoản của quan bà hàng tỷ đồng. Nghiêm khắc với bản thân, gia đình, đừng để công tư lẫn lộn. Trên thực tế, Đảng ta đã ban hành nhiều quy định yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ trì các cấp, không chỉ cần nêu gương về trách nhiệm chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống mà còn phải gương mẫu đi đầu trong công việc vận động, giáo dục vợ con, người nhà, người thân, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Điều 3 quy định số 08 QĐ-ITW ngày 25 tháng 10, 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương quy định, phải nghiêm khắc với bản thân, không để vợ chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi, không để vợ, chồng, con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc xa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Quy định số 37 QĐ-TW ngày 25 tháng 10, 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm cũng ghi rõ, không được can thiệp, tác động hoặc để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh chị em ruột mình, bên vợ chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi, điều 11, và không được can thiệp, tác động để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh chị em ruột mình, bên vợ chồng, bản thân và người khác đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo dõi, quản lý, điều 17.
Tuy vậy, quy định dù có đầy đủ, chặt chẽ đến đâu mà cán bộ đảng viên không tự giác chấp hành, tuân thủ nghiêm túc thì cũng khó đạt được kết quả như mong muốn. Đối với cán bộ đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, cần phải thấm nhuần sâu sắc phương châm, nguyên tắc quản trị của người xưa truyền lại, đó là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bản thân trước hết phải tự giác tu tâm dưỡng tính, tu thân tích đức, tự soi, tự sửa, tự trau dồi rèn luyện để trở thành một nhân cách đàng hoàng. Cùng với đó phải giáo dục, dạy bảo con cái đến nơi đến chốn, chấn chỉnh gia phong, củng cố nền nếp gia đình, gia tộc cho vững vàng, hoàn hảo mới hy vọng làm tốt được công việc lớn lao hơn là quản trị xã hội và vận động, giáo dục, thuyết phục được người dân tin tưởng, làm theo ý mình. Khi tu thân không tốt, tề gia kém cỏi thì làm sao đủ sức, đủ tài, đủ khả năng gánh vác sứ mệnh trị quốc, bình thiên hạ được. Vẫn biết con người có thể bị tình cảm gia đình chi phối, dễ bị cảm xúc thân thuộc của mẹ cha, vợ chồng, anh em, con cái len lỏi và thậm chí có thể lấn át cả lý trí. Lý trí trong tình huống hoàn cảnh nào đó. Tuy nhiên khi ăn cơm nhà nước, phụng sự việc công, phục vụ nhân dân thì cán bộ đảng viên rất cần sự tỉnh táo, sáng suốt, biết phân minh giữa việc chung và việc riêng, đừng để công tư lẫn lộn. Thương em anh để trong lòng, việc quan anh cứ, phép công anh làm, ca dao. Đạo làm quan là phải phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, dĩ công vi thượng thì mới có thể dẫn dắt được xã hội, điều khiển được người khác. Phải thấm lấy câu, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nước có pháp luật của nhà nước, nhà có quy định của nhà. Luật pháp bất vị thân, luật pháp không thiên vị ai, chứ đừng để bản thân rơi vào hoàn cảnh đục từ đầu sông đục xuống. Khi tư cách người chồng không ngay ngắn, khi phẩm chất người cha không lành mạnh, thì không những không đủ khả năng tề gia đến nơi đến chốn, mà lại càng khó làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với tổ quốc và nhân dân. Quý vị thân mến, chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.